Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất. Chào các anh chị, tôi là Luật sư Vlog. Hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần thì tôi xin chúc các anh chị có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình ha. Và cũng sáng thứ bảy ngày hôm nay thì tôi cũng muốn chia sẻ một câu chuyện cũng có liên quan đến tỉnh thất Bồng Lai, thiền am bên bờ vũ trụ. Tôi sẽ làm việc và giải thích thêm một số các thông tin có liên quan về vụ án này. Một số người thì lên mạng xã hội thời gian gần đây cũng đã đưa ra một cái quan điểm như thế này. Họ nói rằng đặt giả sử trong trường hợp là cơ quan chức năng sau khi giám định ADN xong đó, thì người ta có dấu hiệu để truy tố những người sống tại tỉnh thất Bồng Lai với tội danh đó chính là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và bây giờ thì họ lại đưa ra một cái quan điểm như thế này: nếu mà bây giờ tỉnh thất Bồng Lai tự nguyện chủ động trả hết tiền bạc tài sản vật chất đã nhận từ các mạnh thường quân, vậy thì câu chuyện đó cơ quan chức năng có tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố bị can hay không, coi như là đồng nghĩa với việc là những người đó họ sẽ rút đơn. Và như vậy nếu trong trường hợp họ rút đơn thì cơ quan chức năng có tiến hành xử lý tiếp theo hay không? Xin thưa với quý vị, đối với việc khởi tố vụ án theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, thì việc khởi tố vụ án nó thuộc hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, vụ án chỉ được quyền khởi tố khi có yêu cầu của bị hại. Hoặc là các trường hợp, nếu không có yêu cầu của bị hại, thì cơ quan chức năng nhận thấy hành vi đó vi phạm pháp luật thì họ tự chủ động khởi tố. Như vậy là có hai trường hợp khởi tố ha. Trường hợp thứ nhất, chỉ khi nào có đơn yêu cầu của người bị hại hoặc là người đại diện cho người bị hại thì lúc đó cơ quan chức năng mới khởi tố. Nếu trong trường hợp đó mà không có yêu cầu đó thì cơ quan chức năng cho dù có biết đi chăng nữa thì họ cũng không được quyền khởi tố. Và trường hợp thứ hai là luật cho phép, ngoài những trường hợp khởi tố theo yêu cầu của bị hại đó thì cơ quan chức năng nhận thấy rằng hành vi đó là vi phạm pháp luật thì họ vẫn được quyền là khởi tố vụ án và khởi tố bị can để tiến hành điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Và như vậy thì trong trường hợp này, đối với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì cái việc khởi tố nó không phụ thuộc vào người bị hại có đơn yêu cầu hay là không. Cho nên vì vậy, những người được xem là bị hại cho dù họ có rút yêu cầu khởi tố hoặc là bây giờ á, thiền am họ chủ động trả hết lại tiền bạc tài sản vật chất cho những người mạnh thường quân thì rõ ràng thiền am chỉ mới làm được cái hành động đó chính là giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thôi, coi như là khắc phục hậu quả và hoàn trả lại tất cả những gì đã nhận từ phía các mạnh thường quân. Cho nên đây chính là một trong những tình tiết coi như là được giảm nhẹ tội, được cơ quan chức năng là xem xét thôi, chứ không phải là trả lại tiền xong rồi, trả hết luôn rồi thì cơ quan chức năng là vẫn không xử lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nha. Tôi đặt giả sử trong trường hợp này là cơ quan chức năng nhận thấy rằng kết quả giám định ADN á là một trong những căn cứ buộc họ phải khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Tôi đặt giả sử trong trường hợp này đó chính là cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án rồi nha. Thì cho dù thiền am có trả hết tiền bạc tài sản cho các mạnh thường quân đã nhận từ phía các mạnh thường quân thì thiền am vẫn bị xử lý thôi, chứ không phải là trả hết tiền xong rồi coi như là mình không có tội ha. Đó chính là một trong những hành động khắc phục hậu quả. Nó hoàn toàn không đồng nghĩa với việc trả hết tiền xong rồi là chúng ta vô tội hoặc là thoát tội. Điều đó là hoàn toàn sai nha. Một số anh chị nhận định pháp luật như vậy là hoàn toàn không đúng. Rồi, vấn đề thứ hai tôi muốn chia sẻ vào buổi sáng ngày hôm nay thì nó cũng lại là vấn đề có liên quan đến kết quả giám định của nhóm người sống tại tỉnh thất Bồng Lai. Các anh chị biết đó, đối với cái việc giám định ADN đó, thật sự ra khi mà có mẫu đối chứng rồi, khi mà có mẫu để được trưng cầu giám định rồi đó, thì theo thủ tục thông thường thôi, nếu anh chị nào mà đã từng làm giám định và xét nghiệm về ADN rồi đó, thật ra thì cái thủ tục cũng như là cái quy trình để cho ra kết quả bản kết luận về giám định ADN đó, thật sự ra thì trong vòng là 1-2 ngày thì cơ quan chức năng cũng có được bản kết luận đó. Và theo tôi nhận định thì cơ quan chức năng đã lấy mẫu vào ngày 24 tháng 9 năm 2022, hôm nay cũng là ngày 1 tây tháng 10, coi như là khoảng là một tuần lễ hơn rồi. Thì tôi cho rằng là kết quả cũng đã có rồi, tuy nhiên thì họ có trả về cho cơ quan chức năng hay không thì chuyện đó tôi hoàn toàn là không biết được. Tuy nhiên chúng ta có quyền đưa ra 3 trường hợp, chúng ta có quyền đưa ra 3 trường hợp để xem coi bản kết quả ADN đó nói như thế nào ha. Tôi xin phép là phân tích trường hợp thứ nhất nè. Trường hợp thứ nhất đó là tất cả những người sống tại tỉnh thất Bồng Lai, chúng ta đang nói là những người là sống từ nhỏ đến lớn ở đó nha. Ví dụ như là bao gồm các đứa trẻ đi thi thách thức danh hài nè,
ví dụ như là Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương này kia, Quyền Trang gì đó, đối với ông Lê Tùng Vân, bà Cao Thị Cúc, rồi bà Lê Thu Vân. Thì tôi đặt giả sử trong trường hợp đó, nếu tất cả đều có quan hệ huyết thống với nhau thì rõ ràng nhóm những người sống tại tỉnh Thất Bồng Lai này họ có quan hệ huyết thống. Mà quan hệ huyết thống có nghĩa là cha con nè, anh chị em nè, mẹ con nè. Thì như vậy những người đó không thuộc trường hợp là những đứa trẻ mồ côi. Ví dụ Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương có cùng huyết thống với nhau, và như vậy bản thân những người đó họ không có mồ côi. Và khi họ không có mồ côi đó thì căn cứ vào những gì báo chí viết gần đây, bởi vì họ căn cứ vào việc những người sống tại tỉnh Thất Bồng Lai cho rằng những đứa trẻ, những người sống ở đó chính là những đứa trẻ mồ côi, thì họ mới kêu gọi từ thiện. Và cái người mà hảo tâm đó, người Mạnh Thường Quân, cho tiền những người sống tại tỉnh Thất Bồng Lai với cái suy nghĩ là chúng ta đang giúp đỡ cho những người mồ côi, nhưng thực sự kết quả giám định ADN không phải là những người mồ côi. Cho nên vì vậy đây có thể là một trong những dấu hiệu mà cơ quan chức năng buộc lòng phải khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều này hoàn toàn là có căn cứ và có cơ sở. Vậy thì trường hợp thứ hai thì tất cả những người sống tại tỉnh Thất Bồng Lai họ không có mối quan hệ gì với nhau hết. Trường hợp này thì tôi nghĩ rằng là rất khó xảy ra ha, bởi vì á nó sẽ đối lập với những gì tôi đã biết được trước đây. Ví dụ tôi tham gia vào vụ án tỉnh Thất Bồng Lai thì rõ ràng trong hồ sơ vụ án tại phiên tòa thì tôi cũng đã đưa ra trưng ra được cái giấy khai sinh của Lê Thanh Trùng Dương cũng như là các người khác có trong hồ sơ vụ án nữa. Vậy đó chính là một trong những giấy tờ có đóng dấu mộc đỏ của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Và như vậy về nguyên tắc, giấy khai sinh, giấy chứng sinh có trong hồ sơ vụ án đó hoàn toàn là đúng, mặc định nó phải đúng, bởi vì đó chính là giấy của cơ quan nhà nước chức năng có thẩm quyền cấp cho một công dân. Thì về nguyên tắc, hiển nhiên điều đó là sự thật, điều đó là đúng. Mà điều đó là đúng thì nó lại trái ngược với kết luận giám định về ADN là những người sống tại tỉnh Thất Bồng Lai không có mối quan hệ huyết thống. Vậy điều này lại phát sinh ra một trường hợp nữa, có thể cái giấy khai sinh, giấy chứng sinh đó là sai. Mà giấy khai sinh, giấy chứng sinh là sai thì phải truy ngược về người nào đi khai sinh, đi làm giấy chứng sinh, đưa thông tin không đúng sự thật cho cơ quan chức năng để cơ quan chức năng là cấp ra cái giấy khai sinh, giấy chứng sinh không đúng đó. Thì cái đó vô tình nó lại dính vào trường hợp đó chính là làm giả hồ sơ con dấu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền nữa. Đó chính là một trường hợp thứ hai ha. Nếu đặt giả sử trong trường hợp giám định ADN cho ra kết quả nhóm những người sống tại tỉnh Thất Bồng Lai không có mối quan hệ huyết thống với nhau, thì nó lại mâu thuẫn với cái giấy khai sinh cũng như là giấy chứng sinh đang có trong hồ sơ của vụ án. Chúng ta cần phải làm rõ chỗ này ra ha. Nếu trong trường hợp nhóm những người sống tại tỉnh Thất Bồng Lai họ có kết luận ADN là hoàn toàn là không có giống với nhau. Còn trường hợp thứ ba như thế nào? Trường hợp thứ ba thì có thể là một số người sống tại tỉnh Thất Bồng Lai đó có mối quan hệ huyết thống với nhau, và một số người đó thì lại không có mối quan hệ huyết thống với nhau. Ví dụ nè, Bùi Ngọc Trâm là cái người từ Nha Trang đi vào Thiện An để sống nè. Ví dụ là Diễm My đi, tôi đặt giả sử là Diễm My. Thì Diễm My là con thắng chị Mai rồi, thì nếu có xét nghiệm ADN trong đợt này đi chăng nữa thì Diễm My làm gì có mối quan hệ huyết thống với ông Vân, đúng chưa? Ví dụ nè, bé Phúc Tâm thì làm gì có mối quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân. Rồi ví dụ nữa là trước đây cũng có một cái bé, đó chính là bé Khai Tâm, bây giờ là không còn sống ở đó nữa. Nếu đặt giả sử trong trường hợp này có lấy giám định ADN của Khai Tâm thì Khai Tâm làm gì có mối quan hệ huyết thống cùng với ông Lê Tùng Vân và nhóm những người sống tại tỉnh Thất Bồng Lai, bởi vì bé Khai Tâm là có cha mẹ và bà ngoại có đưa vào Thiền Am, chúng ta đều biết chuyện đó hết đúng không? Cho nên á, trong trường hợp này sẽ có những người là có mối quan hệ huyết thống cùng với ông Lê Tùng Vân và có những người không bao giờ cùng huyết thống với ông Lê Tùng Vân. Ví dụ Diễm My nếu có nè, Bùi Ngọc Trâm nè, Vòng Kim Hoa nè, Vòng Kim Xuân nè. Và cho dù là rơi vào trường hợp thứ ba này là phân nửa có mối quan hệ huyết thống, phân nửa không có mối quan hệ huyết thống, vậy thì câu chuyện đặt ra cái phần mà không có mối quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân đó, điều đó hoàn toàn là hiển nhiên, cho nên là chúng ta không cần phải bàn, rõ ràng. Vậy thì phân nửa còn lại là có mối quan hệ huyết thống cùng với ông Lê Tùng Vân và nhóm những người sống tại tỉnh Thất Bồng Lai thì nó lại rơi dính vào trường hợp thứ nhất như tôi nói hồi nãy đó, là có mối quan hệ huyết thống cùng với ông Lê Tùng Vân. Cho nên vì vậy trường hợp thứ ba, mặc dù kết quả là phân nửa là có mối quan hệ, phân nửa là không, nhưng nó lại là một phần của phần thứ nhất là cùng có mối quan hệ huyết thống cùng với ông Lê Tùng Vân. Cho nên cái cơ sở là cơ quan chức năng vẫn khởi tố vụ án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo như trường hợp thứ nhất là hoàn toàn có cơ sở. Như vậy nói tóm lại, cho dù rơi vào một trong ba trường hợp nào đi chăng nữa trong những gì tôi vừa phân tích đó, thì rõ ràng là các trường hợp đó đều là các trường hợp bất lợi cho phía chỗ Thiền Am bên bờ vũ trụ.
Bởi vì trường hợp thứ nhất, tất cả đều có mối quan hệ huyết thống cùng với ông Lê Tùng Vân, thì rõ ràng căn cứ vào những gì cơ quan chức năng thông báo, rõ ràng là họ đã giả mồ côi, nhưng thực sự họ không mồ côi, thì đó chính là một trong những cơ sở để khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trường hợp thứ hai là không cùng huyết thống với ông Lê Tùng Vân, thì rõ ràng giấy khai sinh, giấy chứng sinh có thể là làm giả. Vậy thì truy ngược lại, ai đã cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để người ta cấp ra một giấy tờ không đúng sự thật như vậy, đúng chưa? Trường hợp thứ hai thì cũng khá là nguy hiểm ha. Trường hợp thứ ba, một phần nữa có mối quan hệ huyết thống, một phần nữa không có mối quan hệ huyết thống, chúng ta bỏ qua một bên. Vậy thì phần nữa còn lại có mối quan hệ huyết thống thì nó giống như trường hợp thứ nhất vậy, cho nên vì vậy cơ sở để khởi tố vụ án và khởi tố bị can hoàn toàn là có cơ sở. Bởi vì một phần nữa còn lại này đó cùng mối quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân, cho nên là có mối quan hệ với nhau rồi, thì rõ ràng họ chính là anh em bà con cô bác nè, mẹ con nè, cha con nè. Và như vậy là họ không có mồ côi, mà không có mồ côi thì rõ ràng họ nói họ mồ côi thì rõ ràng đó chính là lừa đảo khán giả, lừa đảo Mạnh Thường Quân, cho nên cơ sở để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoàn toàn là có cơ sở. Câu chuyện thứ ba tôi muốn chia sẻ đó chính là việc nhận và nuôi con nuôi. Cái việc nhận và nuôi con nuôi đó thật sự ra ở ngoài xã hội này cũng xảy ra khá là nhiều, tuy nhiên thì quý vị lại không phân biệt được cái việc là nhờ nuôi hộ và cho con nuôi. Mặc dù là về mặt nguyên tắc đó nó gần gần giống với nhau, nhưng mà về bản chất là hoàn toàn là khác nhau. Chúng ta thường hay nói với nhau rằng là cho con nuôi, nhưng thực tế mặc dù cái từ ngữ gọi là cho con nuôi, nhưng chúng ta khi thực hiện hành động đó, chúng ta lại có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, thật ra là nhờ nuôi giùm. Nhờ nuôi giùm thì nó hoàn toàn khác với việc là cho con nuôi nha. Nhờ nuôi giùm có nghĩa là chúng ta có con, nhưng mà điều kiện hoàn cảnh chúng ta không cho phép, thì chúng ta nhờ người khác nuôi con giùm chúng ta. Có thể là trả tiền, có thể là không trả tiền cũng được. Đó chính là nhờ nuôi con giùm. Và chúng ta vẫn còn tất cả các quyền của người cha, người mẹ đối với đứa bé cho người khác nuôi giùm. Còn trong trường hợp thứ hai là cho con nuôi, mà cho con nuôi theo quy định của pháp luật thì chúng ta buộc lòng phải thực hiện đầy đủ tất cả những gì pháp luật quy định. Và khi chúng ta cho con nuôi như vậy đó thì buộc lòng là chúng ta không còn bất kỳ một cái quyền nào đối với người con của mình nữa, bởi vì mình đã cho đứa con đó rồi. Vậy thì trong trường hợp của mẹ bé Phúc Tâm thì chúng ta biết rõ ràng rằng là chị ta nhờ Thiền Am nuôi giùm hay là thực hiện thủ tục là cho con nuôi, thì đây chính là một câu chuyện nó cũng khá là nhạy cảm. Tôi sẽ phân tích về chủ đề này trong thời gian tới. Tôi sẽ làm rõ ra các vấn đề pháp lý có liên quan về việc cho và nhận con nuôi. Tuy nhiên thì hôm nay tôi sẽ nói ra một chút xíu có liên quan đến điều kiện của người nhận con nuôi ha. Cái người cho con nuôi và đứa con nuôi đó như thế nào tôi cũng sẽ nói trong video clip khác để phân tích về việc cho và nhận con nuôi. Nhưng chủ đề ngày hôm nay tôi muốn nói một điều, đó chính là cái việc người nhận con nuôi đó họ phải có đáp ứng đủ những điều kiện gì thì họ mới được quyền nhận con nuôi. Thì ở đây đó tôi thấy có hai trường hợp mà người nhận con nuôi đó thì thật sự ra nếu họ không đáp ứng đủ hai điều kiện này thì họ sẽ không bao giờ được quyền là nhận con nuôi. Thứ nhất đó là họ không có tư cách đạo đức tốt. Đây chính là một trong những điều kiện pháp luật quy định để người nhận con nuôi họ có đủ tư cách phải là người tốt mới được phép là nhận con người khác về nuôi, đó chính là điều kiện về tư cách đạo đức. Nếu chúng ta phạm tội vu khống, phạm tội là lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác thì chúng ta sẽ không đủ điều kiện để nhận con nuôi. Và trường hợp thứ hai, nếu như trong trường hợp mà cái người nhận con nuôi đó họ vi phạm pháp luật và đang chịu một cái hình phạt tù, và như vậy điều kiện của họ cũng không được phép là nhận con nuôi. Và trong trường hợp này là với điều kiện là họ đang làm thủ tục nhận con nuôi, họ chưa hoàn tất thủ tục nha, họ chưa hoàn tất thủ tục thì họ sẽ không được phép tiến hành nhận con nuôi. Nhưng trong điều kiện họ đã hoàn tất thủ tục nhận con nuôi rồi thì coi như là mọi chuyện cũng đã xong xuôi hết rồi, đúng không? Thôi thì chủ đề này tôi sẽ nói bằng một cái video clip khác để chia sẻ về pháp luật nhận nuôi con nuôi như thế nào cho quý vị nghe ha. Và nội dung của video clip ngày hôm nay đến đây xin phép được kết thúc. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi kênh Luật sư Vlog ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất.